Tâm thư gửi anh chị Dũng Hằng, anh Hoán, Tuyên Quang, ngày 5 tháng 2 năm 2022. Xin gửi hai cô chú Dũng Hằng. Tôi là Đỗ Đức Hoán, năm nay 70 tuổi, quê tôi ở Thái Bình, hiện nay tôi đang cư trú tại Tuyên Quang. Tôi là cựu chiến binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sau chuyển qua làm lâm nghiệp, về hưu năm 1993. Tôi và một số người bạn đã theo dõi liên tục câu chuyện về cô chú suốt một thời gian dài và rất hiểu về con người cũng như những việc làm của cô chú. Nay tôi xin được xưng hô là hai em cho tình cảm, em Nguyễn Phương Hằng và em Huỳnh Uy Dũng. Hai em Dũng Hằng thân mến, nay được gửi đến hai em lá thư tâm sự từ tận đáy lòng của anh, một cựu chiến binh, một đảng viên với trên 40 năm tuổi đảng và trên 70 tuổi đời. Một lời đầu tiên gửi đến hai em là khen hai em có tấm lòng yêu nước thương dân thực sự, được thể hiện bằng những việc làm thực tế của hai em đã được chứng minh trong suốt thời gian dài, nhưng đến hôm nay thì bọn anh cũng như tất cả những người dân trong và ngoài nước mới tỏ tường. Việc làm cũng như hành động của hai em đều là chân chính, giúp người, giúp đời và giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Vì anh vừa là đảng viên, vừa là cựu chiến binh nên thấy đúng là phải bảo vệ, thấy sai là phải đấu tranh ngăn chặn, đúng như những điều đảng viên không được làm. Đảng viên như anh phải thực hiện, mong muốn những đảng viên khác cũng phải thực hiện nghiêm. Chính vì vậy anh thấy những việc làm của hai em đúng thì anh phải lên tiếng để bảo vệ. Những tổ chức cá nhân nào không ủng hộ hai em, phản đối hai em, xuyên tạc về hai em, chống phá doanh nghiệp của hai em, cản trở những việc làm của hai em đều là sai trái, hầu hết là vì lợi ích nhóm muốn phá hoại hai em mà thôi. Mong rằng hai em sẽ vững lòng tin vào Trung ương, Đảng và Chính phủ. Chắc chắn hai em sẽ được bảo vệ. Những việc làm đúng của hai em sẽ được làm sáng tỏ. Những cá nhân tổ chức, những nhóm lợi ích có hành động việc làm sai trái nhất định sẽ bị xử lý trước pháp luật. Nhân dân ta luôn rất sáng suốt, công bằng, cũng sẽ đứng về hai em, bảo vệ những việc làm đúng của hai em. Nhưng hai em, nhất là em Hằng, phải thật bình tĩnh, đừng nóng vội. Nóng vội quá sẽ thiếu tỉnh táo và sinh ra bức xúc, suy nghĩ không kỹ, không cân nhắc, không khéo léo, sẽ có những phát ngôn không có lợi cho bản thân, sẽ làm cho kẻ xấu lợi dụng vào đó mà móc máy, phản lại. Đặc biệt là bọn người lợi dụng để gây ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cái gọi là diễn biến hòa bình, để hòng làm xã hội đi vào bất ổn. Cuộc đời của hai em rất là nhiều thăng trầm, rào cản. Hai em là người đại tử tế, nhất là em Hằng, đã giúp cho mọi người biết được những mờ ám về thần y Võ Hoàng Yên, về việc nghệ sĩ làm từ thiện, về việc luật sư nhà báo. Rất cảm ơn hai em, nhất là em Hằng. Anh có một việc tham gia và bàn với hai em như sau. Nếu mà thấy hợp lý, thấy đúng thì hãy xem xét và quyết định, nếu không thì thôi. Đó là không rõ hai em đã được đến khu di tích đặc biệt quốc gia Cây Đa Tân Trào Tuyên Quang chưa? Nếu chưa thì hãy nhân chuyến đi này, hai em đến đó để trải nghiệm thực tế và quyết định. Thời đại chúng ta là thời đại Hồ Chí Minh có đúng không hai em? Cân nhắc mãi, Bác Hồ mới chọn Tân Trào làm căn cứ địa cách mạng, thủ đô kháng chiến, là an toàn khu tức ATK của cách mạng. Có Tân Trào mới có cách mạng tháng 8, có cách mạng tháng 8 mới có thành công mới, có nước Việt Nam độc lập. Đấy là nói về địa danh và thời gian. Còn cách mạng Việt Nam là do Đảng lãnh đạo. Bác sáng suốt như thế. Đất nước sau giải phóng Điện Biên, Bác còn về thăm lại Tân Trào và mong muốn Tân Trào sẽ là nơi di tích tầm cỡ quốc gia, nơi du lịch trù phú. Tân Trào phải là nơi giàu đẹp. Sự kiện này vào năm 1961. Vậy mà Tân Trào tuy được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2015 đến nay, nhưng khu di tích Tân Trào chưa xứng với tầm cỡ quốc gia. So với các nơi khác thì vẫn còn đơn sơ và chưa có khu vui chơi giải trí, chưa có khách sạn, nhà hàng 4 sao, 5 sao, chưa có bể bơi, bể tắm. Nhìn chung khách du lịch đến chỉ tham quan xong rồi về, không có chỗ ăn chơi, nghỉ ngơi thoải mái. Nếu đầu tư xây dựng liên hoàn khu Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Kim Quy, khách đến tham quan du lịch chơi bời thoải mái, dăm 3 ngày hàng tuần không chán. Song Đảng, Chính phủ tỉnh Tuyên Quang không kêu gọi được nhà đầu tư. Hơn nữa, hình như cũng thiếu quan tâm, bao năm rồi vẫn chưa làm được. Hiện nay cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang chuẩn bị làm.
Đường Chủ tịch Hồ Chí Minh qua địa phận Tuyên Quang, cách Tân Trào chỉ chục cây số, giao thông sẽ rất thuận lợi. Miền Nam có khu du lịch tâm linh Đại Nam Để Đời. Nếu hai em đầu tư xây dựng khu du lịch ATK Tân Trào đầy ý nghĩa nữa, thì việc làm của hai em sẽ được nhân dân miền Bắc và cả nước biết ơn, đặc biệt là đồng bào tỉnh Tuyên Quang đời đời ghi nhớ. Hai em Dũng Hằng ơi, hãy xem xét và suy nghĩ việc này cho kỹ nhé. Chắc chắn các đồng chí lãnh đạo chính quyền tỉnh Tuyên Quang sẽ ủng hộ ngay. Xin chúc hai em và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Hết lời tâm sự, Đỗ Đức Hoán. Thưa quý vị khán thính giả, có thể nói với góc nhìn của tôi về dòng tâm thư này của bác Đỗ Đức Hoán, đây là một trong những dòng tâm thư chân thành, ý nghĩa và sâu sắc nhất muốn gửi đến vợ chồng Siêu Phương Hằng và doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Bức thư này là nỗi lòng, là nỗi niềm, là sự gửi gắm, là sự nhìn nhận, đánh giá, nhận xét của một bác cựu chiến binh cũng đã từng tham gia chiến trường, đã từng là đảng viên và là một con người từng trải trong cuộc sống. Và mình chắc chắn một điều rằng bài viết này, tâm thư này sẽ chạm đến trái tim của vợ chồng Siêu Phương Hằng. Có thể đây cũng là lý do mà tại sao Siêu Phương Hằng lại có những cái dự định là sẽ ra ngoài Bắc để sinh sống và đầu tư phát triển kinh doanh. Thưa quý vị khán thính giả, vậy mọi người thấy sao về bức tâm thư đến từ tận đáy lòng của một bác cựu chiến binh? Quý vị khán thính giả hãy bình luận và cho những góp ý ở dưới video này. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video sau.